Bạn chị Hiếu mới học theo cô Hà được khoảng hơn một tháng không? Học khóa chuyên sâu luôn. Hiện nay hàng ngày là nó khả năng phát âm rất tốt, khả năng tự tin, khả năng tiếp cận với công nghệ để mà quay video hàng ngày và tự giác. Đấy, tức là đến giờ là các con tự làm. Bởi vì trong quá trình làm thì các quá trình học các cô hướng dẫn và tạo điều kiện cho con rất là hứng thú. Và một tuần là có 2 buổi là tiếp xúc với giáo viên nước ngoài, tức là các thầy cô nước ngoài dạy trực tiếp. Đấy, trong vòng mỗi giờ là khoảng 30 phút thì vừa học vừa chơi, cho nên các con rất là hứng thú. Bởi vì là nếu mà học với giáo viên nước ngoài thì hầu hết là người ta không nói tiếng Việt, cho nên là phải là 100% tiếng Anh để các con phải có một cái khả năng hoặc là có một cái khối lượng từ vựng tốt thì các con giao tiếp tốt. Thế nhưng mà thực tế thì là mình thấy Hiếu học chưa được một tháng thôi, tức là khoảng mới 3 tuần thôi, 3-4 tuần nay thôi, chưa được 4 tháng thì mới đăng ký, mới biết về cái chương trình của cô Hà. Chương trình của cô để phục vụ cho các con rất nhiều. Một là nghe nói thành thạo, hai là hiểu được về ngữ pháp. Thế còn ba là con tự tin trong cái giao tiếp. Thế còn trước đây mình cho con là học tại trung tâm Apollo từ khi mà con chưa được 3 tuổi. Đấy. Hiếu học từ chưa được 3 tuổi. Thì tiếp xúc với giáo viên bản ngữ thì là hiện nay là hầu hết là học Apollo là giáo viên nước ngoài chứ không có giáo viên Việt Nam. Thế nhưng mà mình lại vẫn thích là để cho con học thêm cả giáo viên Việt Nam để về vấn đề ngữ pháp, đọc hiểu thì lại còn liên quan đến cả ngữ pháp, mẫu trúc của câu để cho con tiếp cận là phát âm, hoặc là nó còn bổ sung cái kiến thức học trên trường nữa để cho nó học với chương trình của bộ đại học nó giống. Đấy, thì chương trình của cô Hà là mình thấy là rất là ổn. Và chắc chắn là sẽ tiếp tục học với cô lâu dài. Là nếu mà học một bộ đi, thực tế thì nó cũng có cái hay, nhưng thực tế là không có cái giao lưu với các bạn. Bởi vì trong quá trình học lớp của cô ấy thì là các cô dạy là có con này phát âm câu hỏi thì con kia phải trả lời, và sau khi trả lời xong thì bạn nọ nhận xét bạn kia, tức là phải có những cái canh đua xanh đua với các con với nhau. Cho nên là mình thấy học một một thì mình thấy cái hiệu quả cũng không cao đâu. Tức là nếu mà học phải có các bạn với nhau thì nó mới có cái đua trong lớp học, thì nó mới có các bạn mình thay đổi được nhiều. Tức là học có lớp phải có phòng các bạn thì mới đông quá thì cũng không tốt, nhưng mà được khoảng 10-15 người thì là vẫn ok. Đầu giờ là cô bắt đầu kiểm tra sao, thế bạn nào mà không làm bài thì không có sao, thì là tự nhiên là hôm sau là phải tự giác làm bài thôi. Đấy. Chứ còn nếu mà một đi, hôm nay không có sao, mai không có sao thì cũng không làm sao cả. Thế nhưng mà nếu mà học với các bạn, nhiều bạn ấy, thì hôm nay bạn có sao, mình không có sao, là tự nhiên là thấy không vui, cho nên là lần sau là phải cố gắng. Đấy. Cho nên là học một một đến có cái hay, nhưng một cái chưa chắc là hay.